Em xin chào tất cả mọi người. Gần đến Tết rồi, nhu cầu ngâm rượu của khách hàng tăng lên. Thế nên hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người cách ngâm rượu nấm linh chi xì hiêu mọi người nhé. Nấm linh chi xì hiêu thì rất là cao, nên khi mọi người ngâm thì mua những cái bình cao ấy ạ. Thì khi ngâm thì rượu sẽ lên dáng rất là đẹp. 1kg gan nấm linh chi xì hiêu thì mọi người có thể ngâm với 5 hoặc 10 lít rượu. Sản phẩm nấm linh chi xì hiêu này mọi người ngâm từ 1 đến 2 tháng là có thể sử dụng rồi. Mọi người ngâm càng lâu thì rượu sẽ càng thơm ngon đấy ạ. Sản phẩm nấm linh chi sừng hiêu của nhà em thì có giao hàng trên toàn quốc. Nếu mọi người muốn đặt hàng thì xin vui lòng để lại số điện thoại hoặc inbox trực tiếp cho em nhé. Em xin cảm ơn ạ.